37. Nếu Tam Điện Hạ có gì muốn căn dặn, có thể nói luôn cho nô tỳ. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Đường đường là hoàng hậu thiên thánh mà lại hạ mình đến doanh trại nhỏ này của ta làm công việc của nô tỳ, để cô thiệt thòi rồi. Thắng làm vua, thua làm giặc, xưa nay luôn là như vậy. Sống được là tốt rồi. Điện hạ, Cảnh Thế Tử tới rồi, mời hắn vào đi. Dân. Nô tỳ xin cáo lui. Đứng lại. Đã đến rồi thì lại uống một ly đi. Đêm nay không bàn quốc sự, không truy cứu chuyện cũ, cứ coi như là ba người chúng ta lâu lắm mới gặp lại nhau, ôm lại năm xưa. Nếu đó là ôm lại năm xưa, vậy nô tỳ mời Tam Điện Hạ một ly trước, cảm tạ tình cảm sâu đậm Tam Điện Hạ dành cho nô tỳ năm xưa. Ngài cũng là người mà phu thê nô tỳ mang nợ nhiều nhất. Ly này Ngài thừa tư cách để nhận. Nhiều năm không gặp, không ngờ cô lại trở thành người lá mặt lá trái như vậy. Tam Điện Hạ là người làm việc lớn, đương nhiên sẽ không chìm đắm trong tình ái tầm thường. Giờ đây nô tỳ và Cảnh Thế Tử đều đã về dưới trướng của Tam Điện Hạ. Nô tỳ có hồ đồ đến đâu cũng phải hiểu, người mà cả thiên thánh phải ngước nhìn, chỉ có Tam Điện Hạ. Tiếc là cô đã hiểu ra quá muộn. Ta xin lỗi Tam Điện Hạ, là lỗi của nô tỳ, là nô tỳ bất cẩn. Dân Thủy Nguyệt, cô thực sự tưởng ta không giết cô là vì chút tình nghĩa đó sao? Tam Điện Hạ, ly rượu này ta thay Thứ Điện Hạ quá cố mời ngài. Dù sao ngài cũng đã cho nữ nhân của ngài ấy một chốn dung thân, ta nghĩ ngài ấy dưới suối vàng cũng có thể yên tâm nhắm mắt được rồi. Những lời này của Cảnh Thế Tử lại khiến ta nhớ về sự mụ mị, khí thế hừng hực thuở thiếu niên. Nào ngờ chúng ta tranh đấu suốt từng ấy năm, cuối cùng lại tác thành cho Giả Khinh Nhiễm. Bây giờ hắn không còn nữa, Cảnh Thế Tử nghĩ nữ nhân này còn bao nhiêu giá trị? Ngọc sáng bị phủ bụi, không bằng một chén rượu ngon. Để nô tỳ giúp Tam Điện Hạ thay bộ y phục ngắm nước rồi mang đi giặt.
Lùi xuống đi. Đúng là mất hứng. Vâng. Điện hạ, tại hạ mời ngài thêm một ly. Là ngươi. Đi thôi. Ngươi định làm gì? Tỷ làm vậy sẽ không được đâu. Để ta giúp tỷ. Ngươi, tại sao ngươi phải giúp ta? Không phải giúp tỷ, mà là vì đại ca của ta. Quỳnh ấy bảo ta đừng hỏi gì hết, dốc sức giúp tỷ rời khỏi đây. Làm bộ làm tịch. Có những chuyện đại ca không cho ta nói, nhưng ta vẫn phải nói đỡ cho Quỳnh ấy. Đại ca ta chẳng làm gì sai hết. Chỉ riêng chuyện của tỷ, Quỳnh ấy cảm thấy rất là áy náy. Hôm nay ta giúp tỷ trốn khỏi quân doanh, mong tỷ đừng nghĩ Quỳnh ấy còn nợ tỷ gì nữa. Tỷ và Quỳnh ấy từ biệt tại đây đi. Quỳnh biết người phụ trách nhà ăn ở lều nào không? Nhà ăn ở đằng trước. Cứ đi thẳng con đường phía trước, đến cuối cùng thì rẽ phải là tới. Được, đa tạ. Lãnh đại nhân, mời. Điện hạ, không thấy dân Thiên Nguyệt đâu hết. Đã tìm hết trong quân doanh chưa? Đã tìm hết rồi nhưng không thấy. Lính canh nói đêm nay ngoài xe có lẽ Triệu Thác, không có người nào khác đi ra ngoài. Nguyệt Nhi đã nghe trộm được chuyện bản đồ tuyến đường hành quân. Thiết Nghĩa đã lấy được món đồ đó rồi. Cái gì? Vậy thuộc hạ sẽ dẫn người đuổi theo. Chỉ như Bổn Vương biết, hôm nay cô ta đến không phải là để hầu hạ ta. Vậy nên ta đã cố tình để ta mang đồ giả trên bàn. Nếu cô ta lấy đi thì càng tốt. Các tướng sĩ của Thiên Thánh chắc chắn sẽ không nghi ngờ. Tình báo hoàng hậu của chúng, liệu cả tính mạng đem về là hàng giả? Nhưng để mất quân cờ giá trị như cô ta, trong lòng giả khinh nhiễm, có thể cô ta còn đáng giá hơn ngàn dạng thành trì. Nhưng trong mắt người khác thì còn lâu mới quan trọng bằng giang sơn. Chi bằng cứ đưa cô ta đi ra ngoài, để ta lợi dụng. Điện hạ nhìn xa trông rộng, vậy bây giờ chúng ta có đuổi theo nữa không? Diễn kịch phải diễn đến cùng. Cứ cử ít người đuổi theo là được rồi. Trận này chắc chắn sẽ rất tuyệt. Ta Điện hạ đi đâu vậy? Dân Thiện Nguyệt biến mất rồi. Hôm nay lúc bàn luận, e là cô ta đã nghe được tin gì đó. Tuyệt đối không được để cô ta trở về kinh đô báo tin. Nói rất đúng. Thế nên Bổn Vương phải đi tìm ngay. Nhưng bây giờ đang là thời kỳ nhạy cảm, giai đoạn cấp bách, e là Điện hạ không nên rời khỏi quân doanh. Tình thế có thể phát sinh thay đổi bất cứ lúc nào. Chi bằng để ta đi đi. Ta biết Điện hạ đã e ngại điều gì, nhưng ta làm vậy cũng là vì lo nghĩ cho Điện hạ thôi. Ngài nghĩ xem, nếu vì ngài không có trong quân doanh mà để lỡ tình báo quân sự quan trọng, chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Nói cách khác, nếu ngài thực sự không tin tưởng ta, thì có thể cử Lam đại nhân đi cùng.
Cảnh Thế Tử nghĩ nhiều rồi, sao Bố Dương có thể không tin ngươi được? Lam Y, đi theo trợ giúp Cảnh Thế Tử, nhất định phải bắt được người về đây. Rõ. Dừng xe. Quá ra là hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương muốn tiễn ta về Dương phủ sao? Không ngờ cô lại trốn ra bằng cách này. Xem ra ta phải đưa cô về rồi, kẻ bọn họ lại nghĩ ta là người thả cô đi. Quả đúng là tiểu nhân bị ổi. Theo ta về đi. Cô định mang thứ này về kinh đô có phải vậy không? Xảy ra chuyện gì? Không có gì. Giờ Thiên Nguyệt muốn theo xe ngựa của ta bỏ trốn, bị ta phát hiện ra. Lúc đuổi bắt cô ta đã bất cẩn ngã xuống vực. Ta nghĩ cô ta không thể sống sót trở về nữa. Hy vọng lần này cô ta thực sự không có mạng để mà về. Tìm cho ta, tìm cho kỹ vào. Tìm cho thật kỹ đi. Dân Thiện Nguyệt, Dân Thiện Nguyệt, Dân Thiện Nguyệt, nàng tỉnh rồi sao? Nàng đã bị thương, không nên đi lại nhiều. Nàng bị thương rồi, đừng đi nữa. Nàng không sao chứ? Để ta nắng bóp cho nàng. Bỏ ra. Dù nàng có hận ta, muốn trả thù ta, thì cũng phải chờ vết thương khỏi mới làm được chứ. Nàng dày vò cơ thể mình như vậy, đến cuối cùng người bị thương cũng chỉ có nàng thôi. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ sống thật tốt. Ta còn phải chờ đến lúc tận mắt nhìn thấy ngươi xuống địa ngục. Được, ta chờ nàng. Ta chờ nàng dưỡng thương xong, chính tay đưa ta xuống địa ngục.
Dung cảnh, người sớm đã dấn thân vào hố lửa mà lại không hay biết gì. Cũng phải, nỗi đau này ta đâu cần một mình chịu đựng. Ngươi biết không, con trai ngươi đã chết rồi. Con trai của ta. Ý nàng là đúng vậy, Lâm Nhi là con trai ngươi. Năm đó sau khi ngươi bỏ rơi ta, ta phát hiện mình đã mang thai. Để Lâm Nhi có thể danh chính ngôn thuận đến với thế gian này, khinh nhiễm đã đón ta vào cung, cho ta danh phận, cho ta và Lăng Nhi một gia đình. Mấy năm nay khinh nhiễm vô cùng yêu thương Lăng Nhi, xem nó như là con của mình. Còn ngươi thì làm gì? Nhưng tất cả đã không còn liên quan tới ngươi nữa. Nếu không phải ngươi chính tay giết chết kinh nhiễm, nếu không phải hôm nay Lăng Nhi không còn nữa, e là đến chết ngươi cũng không biết chuyện này. Ta không biết. Ta thực sự không biết. Là ta có lỗi với hai người, là ta hổ thẹn với hai người. Lăng Nhi, xin lỗi con. Thiển Nguyệt, ta bằng lòng chịu ba nhát kiếm của nàng để bù đắp món nợ của ta với hai mẹ con nàng. Lẽ nào ngươi tưởng sau ba nhát kiếm bản thân ngươi còn giữ được mạng sao? Trăm ngàn nhát đau cũng vẫn chưa đủ. Được, tự ngươi nói đó nha. Nhát kiếm này là vì năm xưa ngươi đã bỏ rơi ta. Nhát kiếm này ta đâm thay Lăng Nhi và Gia Gia. Nhát kiếm thứ ba ta đâm thay cho Giả Kinh Nhiễm. Giang Thủy Nguyệt, nếu tỷ giết đại ca ta, tỷ mới thực sự hối hận đấy. Phong Nhi, ta cam tâm tình nguyện chết dưới kiếm của nàng ấy. Dung cảnh, ngươi không dễ chuộc tội như vậy đâu. Ta và ngươi từ nay cắt đứt tình xưa. Nhát kiếm thứ ba này, chờ đến lúc về kinh đô, binh đến dưới thành mới tính rõ ràng với ngươi.
Và Thiên Vực phát động chiến tranh dưới danh nghĩa nước Kỳ. Hiện giờ dân chúng lầm than, bách tính luôn miệng kêu khổ. Nơi mà quân đội đi qua đều ngập tràn chết chóc. Tỉnh lại đi, tỉnh đi mà. Đây chính là điều cô muốn sao? Ta biết mối hận và sự không cam tâm của cô là do mọi chuyện năm đó gây ra. Nhưng chính vì cô từng trải qua cơn ác mộng đó, biết nó đau khổ như thế nào, cô càng nên hiểu suy nghĩ trong lòng của bách tính. Dù với danh nghĩa gì, chỉ cần là chiến tranh, bách tính nhất định sẽ rơi vào hoàn cảnh đau khổ. Nếu cô cố chấp phục quốc, vậy khác gì những kẻ tội đồ? Hệt như Đao Phủ năm đó. Có ai không? Nương nương. Nương nương. Nương nương. Người đâu? Nương nương trở về rồi. Người đâu? Thiển Nguyệt. Thiển Nguyệt, muội không sao chứ? Muội sao rồi? Ca, Dạ Thiên Vật và Dung Cảnh dẫn thêm một đội quân tinh nhuệ tiến thẳng vào kinh đô. Còn có hai đại quân mở đường theo hướng đông tây. Đây là bản đồ tuyến đường hành quân của chúng. Ca, mau truyền tin đi. Kinh đô vô cùng nguy cấp, buộc phải phòng ngự sớm. Thiển Nguyệt, nương nương. Thiển Nguyệt, báo. Bẩm chiến thượng, có tin chiến sự. Tốt. Dạ Thiên Vật sắp đánh hạ cổng thành cuối cùng của Thiên Thánh rồi. Trận đại chiến này dù đánh tới mức nào cũng tương đối có lợi với Nguyệt Kỳ ta. Theo chỉ thị của Dương Thượng, quân đội tinh nhuệ của chúng ta đã tập kết xong, chỉ chờ chỉ huy Nam tiến. Không vội, chờ bọn chúng tự rối loạn là tốt nhất. Sẵn tiện thành trì mà Dạ Thiên Vật chiếm được, toàn bộ đã thành chiến sĩ của Nguyệt Kỳ ta. Đến lúc đó, cho dù là Dạ Thiên Vật thất hứa với ta, không chịu thực hiện lời hứa trước đó cũng không sao. Bổn vương sẽ thay hắn tiếp quản tất cả lãnh thổ của Thiền Thánh. Chiêu cho mượn binh của Dương Thượng đúng là cao siêu. Dương Thượng anh minh. Tuy chúng ta không thể ngăn cản Dạ Thiên Vật tiến đến kinh đô, nhưng 200.000 quân ở hướng đông tây, chúng ta có thể nghĩ cách lần lượt đánh tan chúng ở trên đường. Đúng, ngăn cản ở thành trì mà bọn chúng buộc phải đi qua, liên lạc với quan viên và các châu điều binh phòng ngự, cũng có thể chiêu binh tại chỗ. Cũng may các quân doanh ở các châu mà chúng đi qua trong bản đồ đều có tướng lĩnh dưới trướng gia gia, thuộc hạ cũ của dân gia ta. Giờ ta sẽ viết hịch văn công bố thiên hạ, bảo họ dù thế nào cũng phải ngăn cản phản quân tiến công. Như vậy chắc có thể cầm cự được một lúc. Tốt quá rồi, để ta giúp ngài mai mực. Thần tham kiến hoàng hậu nương nương. Thần nhận được tin của người đã bố trí xong ở trong cung, chờ nương nương sai khiến bất cứ lúc nào. Được, ngươi dẫn theo ngựa lâm quân tiến đến trước cổng thành, chờ đợi nghênh chiến Dạ Thiên Vật. Nhớ kỹ,
không được tham chiến. Thần tuân chỉ. Kinh đô, ta trở về rồi. Đúng thế. Ê, là người của kinh đô cũng không ngờ Tam Điện Hạ lại quay về nhanh như vậy. Các tướng sĩ, quân phản loạn đã đến, theo ta liều chết bảo vệ kinh đô. Cho dù dốc hết sức lực cũng không thể để nghịch tặc bước vào nửa bước. Rõ. Thành trì phòng thủ kiên cố, không biết Tam Điện Hạ có kế sách phá thành nào chưa. Bắn tên. Không hay rồi, đi thôi. Bắn tên. Xông lên. Khởi bẩm Thái hậu, quân phản loạn sắp đến kinh đô. E là binh mã của Giải Thiên Nhật sắp tấn công vào hoàng thành rồi.
Mông Thái Hậu có dự tính sớm. Hắn muốn đến thì để hắn đến đi. Thần nguyện hộ tống Thái Hậu công chúa bệ hạ xuất thành lánh nạn. Noãn Nhi, con đưa hoàng thượng đi theo tướng quân đi. Mẫu hậu, vậy người thì sao? Ai gia phải ở lại. Thái hậu, người không thể ở lại được. Đến tiên đế và dạ thiên giật còn dám. Một tên nghịch tử mưu phản giết vua, cho dù có vào hoàng cung, mãi mãi cũng chỉ là kẻ không danh chính ngôn thuận. Ai gia có gì phải sợ chứ? Thần xin người hãy xuất cung ngay đi. Thần nhất định thề chết cũng phải bảo vệ người an toàn. Không phải khuyên ta nữa. Bất kể thế nào, ai gia cũng sẽ ghi nhớ lời dạy của tổ tiên dân gia, ghi nhớ lời hứa với tiên đế. Đó là giữ vững hoàng thành cho người, giữ vững dạ thị, có chết cũng không thôi. Cô cô, cô cô, con cũng là hoàng hậu của Khinh Nhiễm, con cũng có lời hứa với Khinh Nhiễm. Nhưng nếu chúng ta thậm chí không thể tự bảo vệ mình, thì sao có thể bảo vệ dạ thị? Cô cô yên tâm đi, lần này chúng ta chỉ tạm thời rời khỏi đây. Con đảm bảo với người, chúng ta nhất định sẽ quay lại. Con quyết không để đám quân phản loạn được như ý muốn. Huống hồ tiên đế đã băng hà, thiên tứ lại còn nhỏ. Cô cô, người thực sự nỡ để thiên tứ còn nhỏ như vậy đã mất đi sự chăm sóc của mẹ sao? Chỉ cần tân đế vẫn còn thì còn có thể tính kế lâu dài. Hộ tống tân đế rời khỏi đây. Tuân lệnh. Hoàng hậu nương nương, không hay rồi. Quân phản loạn đã tấn công vào thành rồi. Vậy phải làm sao đi? Tuy hoàng cung trọng lắm, nhưng một khi chúng đã lục soát thì em sẽ không bỏ qua bất cứ ngóc ngách nào để có thể tìm được. Người yên tâm đi, có một nơi mà chúng không thấy được. Mọi người đi theo ta. Nói, tiểu quần đế các ngươi đang ở đâu? Tiểu nhân chỉ nhìn thấy họ đi về phía phiến điện. Điện hạ, tiểu hoàng đế đi về phía phiến điện rồi. Tiên trai nói cho ta. Dân, đi. Phía trước chính là Kim Loan Bảo Điện. Người ngồi lên đó mới là quân chủ thực sự của thiên thánh. Lục soát thật kỹ cho ta. Kẻ nào tìm thấy Thái Hậu và tiểu hoàng đế sẽ được trọng thưởng. Rõ. Đi thôi. Lục soát. Lục soát. Rút. Đây chẳng phải là nơi ẩn náu mà ca ca tự thiết kế hồi nhỏ để tránh bị phụ hoàng trách phạt sao? Nguyên tỷ tỷ, huynh ấy chỉ từng đưa ta và tỷ tới đây, không ngờ hôm nay lại dùng tới nơi này. Phải.
Khinh nhiễm ở trên trời vẫn luôn phù hộ cho chúng ta. Khinh Noãn, muội cùng Tứ Nhi và cô cô tạm thời trốn ở đây. Nhớ kỹ, bất kể bên ngoài có động tĩnh gì cũng tuyệt đối không được ra ngoài, biết chưa? Cô cô, con đi rồi, về ngay. Con phải cẩn thận đó, người yên tâm đi. Giết! Quân, bọn ta tới rồi đây. Sao các ngươi đến muộn thế? 200.000 quân cơ mà, sao lại chỉ còn có vài người các ngươi? Tướng quân, chúng ta mắc lừa rồi. Bọn ta đến đây theo bản đồ hành quân, trên đường bị Dung Cảnh mai phục, giết sạch, khi bọn ta chỉ còn có 5.000 quân tinh nhuệ chi viện. Tiêu rồi, ta bị hạ gặp nguy hiểm rồi. Các tướng sĩ, nghe rõ cho ta. Bất kể kết cục thành bại như thế nào, thề chết tận trung với Tam Điện Hạ. Giết! Giết! Các quân đệ giữ cổng thành, cắt đứt đường lưu của giả thiên vật, thề chết bảo vệ kinh đô. Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Ta thực sự không ngờ người cuối cùng sánh vai cùng ta bước tới nơi này lại là ngươi. Đúng vậy, tại hạ cũng không ngờ. Nhưng trong đời người có rất nhiều chuyện không thể dự đoán trước được. Nhưng về chuyện này, tại hạ thấy vô cùng vinh hạnh. Thật ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ta lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Nhìn thấy bốn con ly ở bốn góc mái kim loan điện kia chưa? Rồng sinh chín đứa con, con ly đứng thứ 8, nhưng chỉ có nó sinh ra không có vuốt rồng. Ta sinh ra trong nhà đế dương, trong năm người con trai của phụ hoàng, người kỳ vọng nhất vào giả Khinh Nhiễm, người thương yêu nhất giả Thiên Tứ, người thấy áy náy thương tiếc nhất với giả Thiên Dục, đến tên phế thái tử Quan Dâm Vô Độ ít nhất cũng từng được giữ ngôi vị ở Đông Cung. Chỉ có ta chưa từng nhận được sự đối xử tử tế của người. Ta chưa từng nhận được sự chăm sóc nào của một người cha. Ta chẳng được gì cả, chưa từng có được thứ gì. Thế nên Điện Hạ đánh bại từng người trong số họ, thực ra là muốn từng bước lấy lại những thứ thuộc về mình sao? Ta chỉ không thể hiểu nổi. Rõ ràng đều là con của rồng, nhưng vì sao chỉ có nó là không có vuốt rồng? Ta thích sự hoàn hảo, không thích sự khiếm khuyết. Khi ta còn nhỏ, nhìn những con ly đó, ta thầm nghĩ rằng nếu tương lai có một ngày ta được làm chủ,
sẽ đặt hàng thợ thú công thêm vuốt rồng cho tất cả bọn chúng. Ai ngờ khát vọng theo đuổi quyền lực cả đời của một nam nhân lại bắt đầu âm thầm đến trễ từ một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể như vậy. Hoàng thành nguyên nghiêm này bắt đầu từ đời tiên tổ Hoàng Dạ Thị đã có lịch sử cả trăm năm. Ta tưởng rằng trận sát phạt trăm năm trước có thể chấm dứt sự bất ổn đó, trở lại thái bình cho bách tính. Nhưng trăm năm nay, vì ngai vàng trong đại điện mà thiên hạ chưa bao giờ ngừng phân tranh. Nhưng không sao, đợi đến khi Tam Điện Hạ ngồi lên ngai vàng, tất cả sẽ thật sự kết thúc.